Giới thiệu một cái mẫu mạch MD9840 ha. DSP lập trình chống hố ha. Đây mẫu mạch ta. Thì mẫu mạch này nó có công suất là 150W ha. Nó dạng lập trình nguồn xung. Đây, nguồn xung này, bình ắc quy này, cắp vô đây. Ok chưa, mình đang cắp bình ắc quy này. Nó là dạng DSP lập trình chống hố. Bây giờ mình sẽ test cái phần chống hố cho các anh em, tiếng cao cơ mượt ha. Bát mạnh ha. Đây mình đang lắp trên cái bát ba tấc rồi ha, tấc nhẹ thôi ha. 150W ICMD9840 cho phép mình sử dụng là ba tấc đôi hoặc 4 tấc đơn. Ba tấc đôi thì sử dụng là con 38 đó, thì cái bát này là sử dụng hai cái chép 250 hoặc là 350 đó. Còn một cách nữa là mình lắp 4 tấc đơn thì sử dụng con 51 ha, con 51 bát chép ở chung ha. Đây ngõ ra nè, thì đây mình test nhanh cho các anh em thôi ha. Thì đối với ngõ ra một kênh này cho phép mình lắp, nếu mà lô đơn á thì mình sẽ lắp bát chung chép ha, thì mình sẽ chép chung mình qua tụ ha, qua tụ cản bát mình đi trực tiếp vô mặt. Ok chưa, đây ICMD9840 ở dưới miếng nhôm đó. Ok chưa, đây là phần lắp micro không dây. Thì nó ở đây mình lắp micro 5V hoặc là 8V đều được hết ha. Ok, này ngó vào bình này, battery này, có chỗ lắp led này ha, lắp nhét theo nhạc này. Đây mình lắp led vô đây này. Đây phần nguồn xung mình cắm điện 220 vô để sử dụng hoặc là sử dụng bình. Nếu sử dụng bình thì cái nguồn xung này lúc này là nó dùng nó sạc ha. Ok, mình thử test tiếng mic rồi cái nè. Còn ở cô dạng ở cô lập trình ha, ở cô lập trình thì cái tiếng nó gần giống tiếng reverb ha. Đây mình thử tiếng mic rồi ship 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 7 9 10 9 10 1. Ok ha, tiếng nó rất là trong ha, ca nó rất là hay ha. 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6. Đây đây mới gọi là chống hố ha. Khi đẩy vô thì sát lo thì nó kêu re 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 nhỏ nhỏ vậy, gọi là chống hố. Thì lúc này nó sẽ bỏ vào lo thôi mà ha, không bị hư. 1 2 3 4 5 6 6 6. Anh em chỉnh nhẹ cái cô này lại chút xíu thì nó ra tiếng gần giống tiếng rồi. 1 2 3 4 5 5 6 6 5 5 6 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
ha, để cho mình lắp guitar điện ha, vừa karaoke về vừa lắp guitar điện, này von bass chép echo mid von ha, trên này là nút mod này. Chỉnh nhạc ha, chỉnh nhạc nè, có cổng lắp vô tivi nè, dùng điện bên ngoài nè, bình bên ngoài nè ha, cái mặt gọn nhẹ, đánh rất hay, căng, công suất 150W ha, coi chưa. Thì đối với cái loa này là mình để mình thử thôi ha, chứ nó chưa đủ công suất cho cái mạch MD này. Thanh thì rất là tuyệt vời rồi. Ok, đây mình thử nhẹ cho các anh em ha, để nghe được cái chất âm của nó thôi. À, còn test căng thì mình sẽ test cho anh thùng loa 4 tấc. À, mình sẽ test cho các anh em sau ha. Mình thử và giới thiệu cho các anh em ha. Đây là mẫu mạch MD9840. DSP lập trình chống hú. À, tiếng ca cực mượt luôn ha, có chống hú.
lo kéo mà chống hú thì còn gì bằng ha. Cái này ngồi gần lo luôn ha, không sợ hú hí gì ha, bảo vệ mạch lo không sợ bị hư. Ok, mình kết thúc video rồi.